Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Rock FHP. Và hôm nay thì mình tiếp tục đang có mặt ở Kingdom 2707 mọi người. Và hôm nay là ngày thứ 7 rồi, 30 tháng 4. Và chúng ta đã có sự kiện, đó là tiêu game. Hay trong game thì người ta ghi là không phải đá quý các bạn ạ, hay là more than game gì đấy. Nhờ mình thì mình hay gọi là tiêu game hơn. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là liệu một cái nick ở server mới thì các bạn tiêu game, các bạn mua gì, cũng như là nick ở server cũ của mình ấy thì mình sẽ mua gì nha các bạn. Đấy, đầu tiên thì các bạn mà muốn tiêu game ấy thì các bạn phải có game mà tiêu đã. Thì game các bạn có thể lấy ở đâu? Thì trong tựa game Royal Kingdom ấy có nhiều cách để bạn lấy game lắm. Ví dụ ở đây thì mình đang có game ở trong túi đồ của mình này. Thì trong tất cả số game này ấy, sẽ có cái game 650 này. Đa số nó sẽ tới từ gói game tháng nha các bạn. Còn lại thì sẽ tới từ những cái sự kiện trong game. Cái 10 game này thì tới từ việc mình đánh những con man rợ nhá. Nên bây giờ mình sẽ sử dụng hết số game này. Mặc dù ấy, ở ngoài ấy, là mình đã có 52.000 game rồi các bạn, nhưng mà mình vẫn sẽ sử dụng hết nhá. Thì nói chung là dùng hết ra ngoài nhìn cho nó đẹp các bạn ạ. Ở đây thì mình còn một đống điểm VIP luôn này. Đó, xài hết luôn các bạn. 22 cái này. 76.000 game. Giai đoạn đầu game ấy, nếu mà các bạn nạp tiền ấy thì các bạn sẽ có VIP rất là nhanh. Tại các bạn sẽ có nhớ rất nhiều game, nhưng mà nếu mà các bạn không nạp thì các bạn sẽ chỉ có hai cách mình nghĩ là kiếm game tốt nhất ở cái giai đoạn này. Cách thứ nhất mà mình nghĩ là dễ nhất ấy, đó là đi farm game các bạn. Các bạn chỉ có đi farm game thôi, là kiểu gì các bạn cũng có game nhanh nhất. Đây, những cái mỏ game 1, game 2 này các bạn thấy nó rất là nhỏ bé đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn dành thời gian, các bạn đi farm, các bạn chịu khó kéo đạo quân đi, đó đào hàng ngày thì chắc chắn các bạn sẽ có số lượng game rất là lớn. Tiếp theo đó là game tới từ cái nhiệm vụ chính tuyến này nè các bạn. Đầu game được nhiệm vụ chính tuyến này cho khá là nhiều. Cứ lâu lâu lại sẽ có một số mốc nó cho các bạn rất là nhiều game thì các bạn có thể tích game được. Cứ một mùa tiêu game ấy, các bạn sẽ tiêu được tối đa là 50.000 game. Giả sử với 3 mùa tiêu game đi, các bạn để mua VIP hết là các bạn có thể lên được mốc VIP 10 nhá. Hiện tại thì cái nick của mình đang ở là VIP 9 rồi, 106.000 trên 150. Hôm nay mình sẽ mua đủ 50.000 điểm VIP để mình lên VIP 10 nha mọi người. Đó, nhận quà này. Rồi bây giờ mình sẽ mua điểm VIP thôi. Đối với một nick mới chơi ấy, mình khuyên các bạn là cứ dồn hết điểm VIP luôn. Ở đây thì ngày đầu tiên mình sẽ mua 25.000 điểm VIP. Ở đây mình sẽ nhận được mốc 8 chọc vàng này với 3 chìa khóa vàng. Đó, mình sẽ nhận luôn được cái mốc 7.000 này với 5 chọc vàng. Còn lại thì tất cả những mốc này mình sẽ nhận được hết. Đó, nói chung là các bạn cứ tiêu tối đa là 25.000 game cho mình để mua điểm VIP. Bây giờ mình sẽ mua điểm VIP nha. Mình sẽ mua 5 cục 20.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đó, cứ từ từ các bạn, tại vì tiêu game nó có 2 ngày. Thì ở ngày đầu tiên các bạn mua 25.000, ngày 2 các bạn mua 25.000 là ok. Còn trường hợp nhá, trường hợp nếu mà các bạn không có đủ 25.000 điểm VIP mà các bạn có trên 7.000 đá quý ấy, thì các bạn cứ mua cho mình cái mốc 7.000 đá quý này, mua điểm VIP là ok. Mua một ngày cũng được, các bạn không nhất thiết là các bạn phải mua cả hai ngày. Bởi vì mình biết ấy, là có nhiều bạn là game rất là ít, các bạn không có thời gian chơi game nhiều, thì các bạn cứ mua cho mình cái mốc 7.000 đá quý này. Đó, các bạn mua 7.000 điểm VIP. Còn ngày hôm sau các bạn có thì các bạn tiêu tiếp. Ví dụ các bạn có 14.000 game trở lên đi thì các bạn tiêu mỗi ngày 7.000. Còn nếu các bạn chỉ có trên 7.000 game thôi ấy, thì các bạn chỉ cần tiêu một ngày 7.000 thôi là ok. Còn nếu các bạn có dưới 7.000 game thì mình nghĩ các bạn nên tích game để chờ đợt sau. Hãy chơi cái sự kiện không chỉ là đá quý này nhá. Đó, và hiện tại ấy, thì Kingdom 2707 mới có king rồi. Và trong lúc mình quay video thì Kingdom đang bật bút nghiên cứu cũng như là ban tước cho những người chơi khác để có thể nghiên cứu nó nhanh hơn. Thì hiện tại 2707 ấy sẽ còn khoảng 15 ngày nữa, 2 tuần nữa sẽ vào KVK1. Nên là nếu mà bạn nào ấy có khả năng bay về 2707 thì có thể bay về đây để đánh KVK1 nha. Hiện tại 2707 thì đang định hướng là một Kingdom Việt Nam các bạn. Có rất là nhiều người chơi Việt Nam luôn. Gần như các bạn mở top ra thấy đa số là Việt Nam mà chỉ có một số ít là người nước ngoài thôi. Và nghe đâu là 2707 cũng có khá là nhiều các bạn nữ mới bay về nữa. Nên là anh em nào mà bay về 2707 được thì cứ bay về đây chơi với mình nhá. Rồi và quay trở lại với cái nick của mình ở server cũ đi. Đối với những cái nick mới ấy, thì các bạn sẽ muốn tiêu game để các bạn lên mốc VIP 14 càng nhanh càng tốt. Tức là được tiêu game nào các bạn cũng cứ mua điểm VIP cho mình. Khi nào mà các bạn đạt mức VIP 14 thì các bạn có thể dừng lại. Tức là cứ đợt tiêu game các bạn mua được bao nhiêu điểm VIP các bạn cứ mua, tối đa là 50.000. Ở VIP 14 ấy, các bạn sẽ cần tới là 750.000 điểm VIP cơ. Nhưng mà các bạn sẽ được một cái mốc rất là ngon, đó là các bạn sẽ nhận được 3 cái chọc vàng mỗi ngày. Và gần như đây sẽ là cái nguồn cung chọc vàng chính cho tới có lẽ phải 80-90% người chơi trong game các bạn. Mình không nghĩ là có ai mà không thích cái mốc VIP 14 này cả. Thì các bạn mới chơi ấy, các bạn cứ úp lên VIP 10. Như cái nick của mình ấy thì đã VIP 10 rồi, như mình đã nói. VIP 10 các bạn chỉ mất có 150.000 điểm VIP thôi. Các bạn tiêu game 3 lần, mỗi lần 50k là các bạn sẽ lên được VIP 10 ở giai đoạn KVK1. Đấy là cái tốc độ mình nghĩ là chậm nhất.
Còn về sau ấy, cái VIP 12 này cũng khá là sớm. VIP 12 thì 350.000 điểm VIP, các bạn cứ tiêu mỗi lần 50.000 nó cũng lên rất là sớm thôi. Còn từ VIP 12 đến VIP 14 ấy, nó sẽ là một quá trình tương đối là lâu. Nhưng mà các bạn cứ kiên trì đạt VIP 14 nha. Còn sau khi các bạn đã đạt VIP 14 rồi thì có nhất thiết là phải lên VIP 15 không? Thì đối với mình ấy, VIP 15 mình nghĩ là nó không thật sự gọi là quá quan trọng đến cái mức là các bạn phải dồn game vào để lên nhanh nhất có thể nha. Các bạn có thể chơi từ từ các bạn lên cũng được. Thì bật mí một chút đi, cái nick của mình ấy, ngày xưa mình dồn rất là nhiều game để mình lên VIP 14. Nhưng mà từ VIP 14, tức là ở cái khoảng 750.000 điểm VIP ấy, lên tới cái mức điểm VIP hiện tại là 1 triệu 300.000 điểm VIP này, thì mình hoàn toàn không có tiêu game vào điểm VIP nữa các bạn. Nên là cái số 500.000 điểm VIP này nó rất là nhiều các bạn. Nhưng mà nó sẽ tới từ đâu? Nó sẽ tới từ hai nguồn nha các bạn. Thứ nhất, đó là cái nguồn mình nghĩ là nguồn chính ở cái nick của mình đi. Đó là từ cái gói chợ phiên này. Đó, gói chợ phiên này sẽ cung cấp cho các bạn một cái lượng điểm VIP tương đối là ổn nha, cũng như là game nữa để các bạn chơi những sự kiện khác. Thì gói chợ phiên sẽ cung cấp cho mình tương đối là nhiều điểm VIP. Thứ hai, đó là từ việc hit rương ở trong liên minh. Đấy, tuy rằng cái liên minh của mình nha, các bạn có thấy này, rương rất là cùi luôn, gần như là không có rương vàng hàng ngày đâu các bạn. Chỉ lâu lâu mình mới có được một hai cái rương vàng thôi. Nhưng mà theo một cái thời gian chơi game lâu như vậy ấy, mình không nhớ là đã đến 1-2 năm chưa, nhưng mà có lẽ là cũng phải tính theo hàng năm đấy các bạn. Thì mình đã lên được cái con số là 1 triệu 300 ngàn điểm VIP chỉ bằng hai cách vừa rồi, chứ hoàn toàn là không có tiêu game vào điểm VIP nha mọi người. Và tương tự đối với những bạn mà đã VIP 15 rồi thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu có nên lên VIP 16 không. Đối với mình ấy, VIP 16 thì thậm chí các bạn còn càng không cần dồn lên giống như VIP 15 ấy. Tại VIP 16 cả bốn cái chỉ số cộng thêm này, bao gồm là khôi phục điểm hành động này, tốc độ sản xuất vật liệu này, giới hạn điểm hành động và tài nguyên chữa bệnh viện giảm 10%, thì cả bốn cái chỉ số này thật sự luôn là nó không giúp các bạn mạnh lên. Nó chỉ giúp các bạn đỡ tốn một số cái tài nguyên hơn, chứ các bạn đánh nhau nó vẫn vậy à. Ông VIP 16 với ông VIP 15 đánh nhau nó y chang nhau các bạn. VIP 16 thì các bạn sẽ được thêm cái hai cái rương vật liệu lam mỗi ngày. Tuy nhiên thì cái số lượng rương mình thấy là không nhiều so với số lượng game mà các bạn bỏ ra. Hai cái rương này nó chỉ tương ứng với tối đa là 300 game thôi. Trong khi đó nếu các bạn bỏ lên VIP 16 ấy, ví dụ hiện tại mình muốn lên VIP 16 đi, mình phải mất tới 200.000 game. 200.000 game đó mình chơi sự kiện ấy, mình có thể lấy được quá trời là nguyên liệu luôn, chứ mình không cần trông chờ vào cái quả VIP hàng 16 hàng ngày làm gì các bạn. Rồi như vậy mà sau khi các bạn đã đạt VIP 14 rồi thì các bạn sẽ mua game vào cái gì đây? Đối với mình nhá, ở giai đoạn hiện tại mình nghĩ là cách tốt nhất để các bạn sử dụng game đó là các bạn chỉ có đầu tư vào nguyên liệu đó các bạn. Ở đây mình sẽ mua nguyên liệu nhá. Mình sẽ mua ở đây là cái nguyên liệu tím và cái nguyên liệu lam này. Tuần nào mình cũng mua các bạn, kể cả các tiêu game hay không. Và mình sẽ mua ở đây là 600 này. Mua 5 cái nữa. 5 cái nhân 6 là 3.600. 3.600, 600 là 4.200. 4.200, 600 là 4.800. 5.400. 6.000. 6.600, đúng không? Thêm 3 cái này nữa là mình sẽ đủ 7.000. Đủ cho ta, hay là mình có mua cái gì đâu không ta? Đó, ok các bạn, tại vì hôm nay mình có mua một số món ở trong cái thương nhân buôn lậu ấy. Hiện tại mình đã tiêu đủ là 7.003 game các bạn. Đó, và mình chỉ tiêu 2 ngày, mỗi ngày 7.000 game thôi. Vì mình không muốn dồn vào đá quý nữa. Mình sẽ dồn tất cả số lượng game mình có để mình chơi những cái sự kiện. Và tiêu biểu nhất mà mình hay chơi nhất, các bạn hay thấy, đó là đập trứng và mua nguyên liệu shop VIP cho mọi người. Chính vì vậy là mình có một cái số lượng nguyên liệu cũng như là đồ cam rất là lớn đối với một người chơi mà hoàn toàn không có phải là bot biết gì như mình. Mình chỉ là bác nông dân thôi anh em. Nhờ hiện tại cũng sở hữu được khá khá món cam rồi. Trong đấy có cái mũ cây VK Talon và cái cung Talon các bạn. Hai món mà mình rất tự hào cái nick của mình luôn. Rồi ok, như vậy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Liệu ngày hôm nay các bạn đã tiêu game vào những gì và các bạn có ăn được full mốc 25.000 game không thì có thể bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng chia sẻ với những người chơi khác nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye!